Hello, chào anh em và mọi người đến với video nhất trên kênh Dốc Cơ của mình nhá. Hôm nay thì tôi sẽ lại vào chơi và chia sẻ cho anh em một số phương pháp để anh em có thể là tự kiếm ăn ở trong bộ môn tích này nha bạn. Công thức và xu hướng thì hôm nay mình sẽ chia sẻ làm sao để cho anh em có thể là chơi và bắt được. Câu này thì đang là cột chạm, chắc tầm giờ thì sang bên con 15 đánh anh em ơi. Sang bên con 15 chơi đi. Bên dòng xanh tôi nãy thì mình vừa ăn một nhịp anh em ạ. Vừa ăn một nhịp cầu tương đối là đẹp rồi. Nên tầm giờ chắc bắt một lần thôi cho nó bắt bên đổi gió sang rồi sang bên 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 con 15 tỷ, tại vì cầu này nó đang là cầu nạp lại nhiều. Mà đa số khi mà ra cầu nạp lại nhiều thì bắt nó sướng. 7 con này là 10. 7 10 dẫn tài này, 11 2 11 3 4 chẵn tiếp. Con chẵn thì mình về tài luôn nhé. Đấy, cầu này thì chắc tay đầu vào một thanh năm cho tròn tròn lúa anh em. Bình thường chơi thì anh em hai tay đầu anh em không nên vào cao quá. Đấy, phiên hiện tại thì với cái xuống cầu hiện tại anh em thì nó đang có cái cầu mới mới gọi là mới nhất của nó ấy. Thì đang con chẵn. Đấy, con chẵn thì là đang nằm ở bên tài anh em nhé. Cầu tiếp theo vẫn là con chẵn tiếp 14 mà anh em. 14 thì vẫn là một cầu chẵn nữa này. Chọn tài tiếp này anh em, chuẩn luôn anh em ạ. Hai tay bắt đầu đẹp này. Đấy. Tay trước thì anh em lấy 7 cộng 3 là 10, chẵn về tài. 11 cộng 3 14, chẵn tài. Tay sau cũng là 14 tiếp nhé. Ở trong trường hợp này thì có thể là anh em bắt sang cầu đảo này. Kép 11. Trước kép này của nó đang là cầu. Chắc này vẫn ôm tài được anh em ạ. Và một tay 5 tiếp đi. Đấy. Tay vẫn là một tay chẵn tiếp. Nhưng mà do tay trước thì đang bằng là tay trước bằng 14 mà tay sau cũng điểm cũng là 14 nha. Thì sợ phía này nói đảo bị xỉu nha bạn, ngược cầu. Ngược xu hướng này thì sợ nó đảo bị xỉu. Mãi mình bắt bằng nó chứ chưa dám đi cao hơn nha. Còn khi mà anh em chơi anh em đang thua nhiều hay có thể là anh em đang đang gặp tình trạng là gãy nhiều thì mình phải là hạn chế đánh kiểu gấp thép anh em. Hạn chế chơi cái kiểu gấp thép, nhất là mình đang đang ở trong cái thế thua anh em nhé, sợ xỉu rồi biết ngay mà. Tay trước tay sau mà bằng điểm nhau thì gãy cầu anh em này. Tay này mình 11 3 4 này, mình 14 tiếp này, này chẵn về xỉu 7 3 10 chẵn tiếp. Con chẵn này sợ nên tà rồi anh em này, bắt nuôi anh em ạ. Này chẵn làm xỉu, chẵn xỉu rồi thì tay sau vẫn là một con chẵn nữa anh em nhé, ba ba con chẵn liền. Con chẵn này thì mình sẽ bắt lên tài luôn nhé. Tay này mình không đánh theo công thức mà đi 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 đi, đi theo xu hướng này. Đấy, nên mà với bảo là khi chơi ấy, thì là anh em có thể kết hợp cái công thức và cái xu hướng để chơi. Đôi lúc thì khi chơi bằng công thức đấy đúng không? Khi chơi bằng bằng công thức đấy thì có thể là mình nghĩ là anh em cũng nên nên thay đổi áp dụng một cách nó linh hoạt hơn để là đánh được. Nên lý thuyết thì khi mà anh em áp dụng vào thực tế thì là anh em nên áp dụng cách nó linh hoạt hơn để mình đánh nó hiệu quả tốt. Úi giò, cái này xỉu 10 anh em ạ. Bóng này thì ra một tay xỉu 10 rồi anh em, không đẹp lắm nhỉ. Chưa khuôn cầu lắm rồi anh em ạ. 7 3 10 này. Con này của nó 12 chẵn. Con này cầu vẫn chạy theo công thức rồi anh em, chẵn xỉu này. Chẵn xỉu hai nghịch hai thuận, con này cầu nghịch thì con này cầu này hồi lên tài các bạn, tay mình bẻ hơi sớm, chẵn này vẫn về xỉu anh em. Tức là dạng này thì của nó là dạng này của nó là dạng cầu 22 anh em nhé. Đấy, dạng này thì xu hướng này của nó đang đi dạng cầu 22, tức là hai đảo thuận này. Đấy. Chẵn tài chẵn tài chẵn xỉu, tức là chẵn tài của nó là cầu nghịch anh em. Đấy, phía này của nó là đang là hai hai tay cầu nghịch này, còn phía này có nó cầu thuận, hai nghịch và hai thuận. Chơi công thức thì bao giờ nó cũng sẽ đi theo những cái dạng có thể là 5 4 4 5 thành 4 5 tay thuận anh em, hoặc cả dạng này đúng không. Dạng này thì mình bà nó vừa trả về hai con nghịch con thuận rồi thì có tay tiếp theo mình bắt cầu nghịch nghịch xong này, con này cầu thuận luôn này, thuận luôn làm tài anh em ạ.
Mã tiếp theo này thì có thể là sẽ tiếp tục là bắt vào mã mã văn tài tiếp nhé. Mình tôi thấy là còn khá là nhiều anh em còn thắc mắc về cái vấn đề là có nên chơi bằng công thức hay không, hay là khi chơi bằng cái công thức thì có thực sự là cơm gạo được hay không ấy. Thì mình nghĩ là chơi thì anh em nên nên đánh theo công thức nha. Mặc dù thì thực ra chơi công thức thì nó có thể là dừng ở mức độ tương đối thôi, nhưng mà mình nghĩ là bao giờ chơi bằng công thức thì nó sẽ ok hơn, ổn áp hơn để cho anh em kiếm cơm gạo được. Phiên em bẻ hết sớm, tay này cân đối trong tay ra khả năng cao là sẽ là một mã văn tài tiếp nha mà. Đi theo cận dặn cầu xu hướng anh em. Tay bắt vào tay 13 anh em. Ui rồi ôi, lát luôn cái gì đúng không? Chuẩn luôn em ạ. Một đảo bán thuận. Dạng này thì bắt đầu nó đi sang dạng dạng này của nó là dạng cầu 11 anh em. 11 thì tức là nó về dạng một nghịch và một thuận anh em ạ. Đánh công thức bao giờ mình vẫn chơi được, nhưng mà có điều là sẽ tùy từng lúc hay là tùy từng thời điểm mà anh em áp dụng công thức cái tỷ lệ nó về nhiều hay là về ít. Tất nhiên là khi chơi công thức thì lúc nào cũng thế, mình luôn là đánh với khung giờ mà nó tỷ lệ đánh nó về nhiều. Chính thế là chơi bằng công thức thì anh em nên phải lựa chọn những khung giờ làm sao mình bắt đều và đẹp được anh em ạ. Con này cầu thuận này, cầu nghịch này, nghịch khá về xỉu, con này cũng khá năng cao về xỉu cao anh em nhé, dễ về một đảo một thuận lắm. Phiên này thì tỷ lệ căn bản là nó đang đi cầu 22 rồi, bây giờ chuyển sang cầu 11, tức là một đảo một thuận anh em, hoặc cái này vẫn làm tài về tài luôn này. Phiên này gãy tay thứ ba, ít khi mà là cộng lại nó đi đều ba tay giống nhau anh em ạ. Chắc là mãn ở bên đồng xanh làm sao đi. Này chẵn lên tài này, chẵn tài mình vẫn bảy lẻ xỉu, làm tay 10 nhé, làm tiếp 10 là nghỉ luôn, tầm giờ nghỉ luôn đẹp. Bố anh em, ui rồi 23 rồi, đã 6 thì may ra còn mất ăn thì còn 23 đây anh em nhá. Ok chắc là nghỉ lon anh em ạ, tầm này hút cái thơm rồi. Quay đi còn lại thì có nó nói chung là mất mấy cái tay đầu ấy, thì là phiên hay là xuống cầu cũng hơi xấu một tí, còn đa số là những tay sau tôi đều kiếm được và ngon luôn nhá. Ok chào anh em và mọi người, hẹn anh em vào mọi người trong cái video tiếp theo nhá.